Biết là sau này mọi người sẽ có một công việc riêng của mình thôi. Thì bây giờ thầy Biến Linh mới xin chuyển xuống lớp 8. Nếu mà muốn Biến Linh chuyển xuống hẳn học đi 2, nhưng mà hẳn phải chơi vì lớp 8 năm lớp 10 đúng không? Hẳn mới chuyển xuống đâu năm tao giờ bước từ từ trước mới mặc áo trắng đi chụp ảnh cùng với lớp đó mới. Như là mình chụp ảnh thì dễ tay nhau thôi. 5 năm hay 10 năm sau ta đến họp lớp đều đông đủ chưa đi. Nói đi họp lớp là ai cũng đầy đủ. Thì mong được không? Mong là sự nghiệp ai cũng thành công. Và bản thân nếu mà gặp khó khăn có thể giúp đỡ nhau. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn quanh.